không giới hạn. Anh em hỏi có cách nào xuất hồn xuống địa ngục, xuống địa phủ để biết rõ ra sao không? Chú ơi, làm ơn chỉ bà con biết. Con đâu cần xuất hồn, con chỉ cần chờ đi. Nếu mà con làm ác thì con chờ, tự nhiên con cũng biết. Nhưng mà dưới địa ngục á, nó có nhiều tầng lắm, nó cả ngàn tầng địa ngục chứ không phải 18 tầng. Rồi nó có mấy cái biển, rồi nó có mấy chảo dầu cho những người thích lén lút, rồi nó có những người ăn hối lộ, hay những người làm chuyện gì không đúng á, thì đều xuống dưới nó có mỗi cực hình khác nhau hết. Chú có cái clip nói về địa ngục đó, gán coi. Còn giờ mà nói chuyện khác. Từ nay đến tháng 6 Trung Cộng có đánh Việt Nam không anh? Có đó, nhưng mà không biết chắc là ngày nào, nhưng mà sớm muộn thì cũng có. Tại nãy đọc mấy bài tiên tri á, thống kê á, là có mà. Cháu Lú có thiệt không? Có luôn. Cháu Lú mình lên đây mình vô minh quá trời đó, mình không có biết tu. Đến giờ phút này á, thế giới đang ở lúc tận thế. Hỏi nhiều người cứ dẫn dưng, cứ vẫn không biết mình đang ở vào thời đại nào nữa. Sắm trên nói tháng mấy chú, mà không có nói rõ tháng. Thường tiên tri các chi vị chỉ cho mình cái hướng thôi, và cái khoảng thời gian có thể là mùa rồi thôi à. Chứ còn nếu nó rõ ngày tháng thì không có tiên tri nào mà nó rõ ngày tháng.